Mời cả nhà ăn sáng với em anh. Mời bữa sáng của em. Mời cả nhà ăn sáng với em anh. Mời cả nhà ăn sáng với em Oanh nhé. Hôm nay em Oanh bữa sáng của em. Ăn sáng với em Oanh. Đây là cái hộp mà em Oanh đang ăn dở. Chị em mình ăn sáng chưa? Ăn bộ này nó dễ mặc. Gọi cho mọi sao chị lấy gì chị cứ bảo chị Hiền cầm hộ luôn có tiện không? Rất là chị cứ bảo đây chị ưng cái nào chị lấy xong qua bạn Hiền ấy. Chị cũng bảo hôm qua chị nhắn bạn Hiền rồi xong bảo bạn Hiền lấy hai cái quần ấy thứ xong rồi bạn quen bảo lấy cái áo này như màu trắng màu hết thế là xong bạn ấy chắc là này nhiều việc thế nào bạn ấy lại quên quần của chị thế là thôi hôm nay chị chủ động chị đi qua đi làm qua đây cứ tiện rồi gửi con mình xem thử. Ở đây bọn em làm đến mấy giờ tối? Mấy giờ chiều tối? 5 rưỡi. Buổi tối thì có em ở nhà nhưng mà tùy hôm. Hôm nào em dạy học ấy thì em dạy học. Còn mình thường là 5 rưỡi. Mà các bạn ở nhân viên ở đây. Cái bộ, cái áo này đẹp đây. Nó phục em nhỉ? Đi biển cả lớp đi bơi học cả lớp đi biển học đấy cái mẫu này nhà em mới về chỉ là cái này mờ nhé xin nhau các chị đi biển đẹp không đẹp nhau nó một gái hôm nay mới về đấy mãi mới về đấy đẹp chưa ạ đẹp biển đẹp lắm đẹp lắm học lắm lên hình nhổ đẹp chị cho em xin ảnh đây chị đại rồi cho em xin số luôn 038 mà xem thì có ai nhắn tin gì thì chả thấy ai bình luận gì là sao cả nhà chào em ngày mới một tí không 038 384 đúng không 384 4940127 để dừng lại đơ vài phút chị bốn trăm gì ạ có ai bình luận gì em không em không đọc được cái của ai luôn mọi người chào em ngày mới à giá sốt hả xin giá ngũ cốc nhà em là 200.000 một hộp 200.000 ngũ cốc nhà em là ngũ cốc nguyên hạt ngũ cốc nguyên vị giữ nguyên vị của nó theo phương pháp là em sản xuất theo phương pháp thực dưỡng là chào ngày mới em ạ. Sáng ngày hôm nay chuẩn bị ăn sáng để có lớp đào tạo huấn luyện viên. Thế là chị Hiền ở đây đấy. Tập tích nhỉ nhỉ. Đấy gần nhà mình. Như em như thế á. Em ngày xưa em mê. Em có được ngày hôm nay là nó có lý do. Ngày xưa em mê tập đến mức mà cô giáo nhìn em ghét. Chị biết tại sao không? Biết tại sao không? Tại vì kiểu như là trời mưa ấy, mọi người nghỉ hết thì cũng mình em đi ấy. Cho cô giáo kiểu cô giáo lĩnh lương kiểu một người cô giáo có thể dạy. Thế là thấy một học viên nó có thể dạy. Thế là em kiên trì lắm. Em mà có lớp gần như thế em đi suốt cả ngày luôn này, không bỏ buổi nào luôn đấy. Xưa chị ra cung con nói chị mưa chị đi đi lắm, chị ham lắm. Có nghĩa là chị đi thì mục đích là mình muốn giảm thứ hai là mình đóng khí rồi mình tiếp thế là mình đi ham lắm chào ba cô giáo
cô giáo thôi. Chết rồi. Giờ toàn là dư cô giáo hết rồi. Cô giáo lại chào cô giáo. À, số tài khoản em bao nhiêu nhỉ? Mà bên anh ạ. Hôm qua 28. Chào cô giáo. Cô lên sớm đi. Hello, cô giáo đấy cho đi mà thôi. Chị tiền đi nào có đây. Có tiền thì đi qua đây lấy đúng không? Ừ, nghề. Hello cô giáo. Đây này, hôm qua em vẫn cầm hộ chị Phúc về đây này. Xong là... Quên nhớ. Em quên chưa đưa chị Phúc này. Đấy, ô, cái sao hôm qua thì Hải đấy. Nó vừa phát chết lại đi. Thế hôm qua thì Hải đấy lại không có. Không, hôm qua là quên cho lấy quần cho chị Phúc thôi. Thả kim cho em nào. Chú ở nhà ngày mới nhiều năng lượng nhé. Đây là bữa sáng của em này. Bữa sáng của em đây. Ở nhà em nếu mày bây giờ rất là đang tấp nập. Rất là tấp nập luôn. Rất là náo nhiệt. Để xem không khí nhà em. Đấy, sáng sớm ra tờ cũng tấp nập chưa cả nhà. Nhưng mà đang bảo lấy cái nhưng mà bộ chị mặc bên em hết rồi. Đấy, sáng sớm là tấp nập chưa. Có khách hết rồi. Đang định lấy xong bộ này để mặc. Bộ này xinh thế. Hết rồi. Còn mỗi bộ hết luôn. Mình mặc lò. Lò thì không mặc được. Không, mặc lò là thoải mái. Đấy có phải đám kiêng đâu chị, chị Tuyến Phùng. Ăn cực mè cực kỳ nhiều dinh dưỡng luôn ấy. Không phải đám kiêng đâu chị nhé. Không nét nhờ. Không biết mời chị. Ăn cái hạt này cực kỳ tốt cho bà bầu chị ạ. Ăn hạt này cực kỳ tốt chứ. Không, ăn cực kỳ tốt cho bà bầu rồi. Bởi vì nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Cực kỳ nhiều chất dinh dưỡng luôn. Ăn ít nhưng mà mình đầy đủ chất dinh dưỡng nhé. Nên mình không bị thiếu chất. Nhưng mà bác sĩ cũng bảo em là bác sĩ bảo em là phải bổ sung cái này bổ sung cái kia. Em vẫn ăn theo chế độ bình thường, vẫn tập luyện theo chế độ bình thường. Các chị em thấy là em vẫn tập luyện như thường đúng không? Em ăn như thường luôn, không có khác gì cả. Bởi vì trong cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày của em rất là nhiều chất dinh dưỡng. Em bổ sung tất cả những thực phẩm em bổ sung nó đầy đủ chất. Ví dụ như đồ ngũ cốc này và ví dụ như hoa quả này. Các chị nhìn ăn em ăn rất là nhiều hoa quả. Như này là còn ít nha. Một lần em ăn rồi em ăn hết hầu như có bảy. Em đấy nó, em mặc lên đến giờ hôm nào có người đặt hôm nay là full luôn. Thế còn đâu của chị nhá? Ừ, cứ cộng hết vào đâu của chị, không chị đang có hết một đơn một cái này chị chuyển khoản cho cô nào thôi. Ok ok. Ừ. Chị nghĩ là bà bầu ăn hạt óc chó này có bổ không? Quá bổ luôn. À, những người cần bổ sung dinh dưỡng rất là bổ luôn. Cái này của chị là em tính được 1852 ạ. Ôi trời ơi, đẹp lắm. Đẹp hết cả người. Bộ này đẹp nhưng mà lại sai tâm. Nhìn đèn, nhìn động vật vô động tụ tập nó mới đẹp lắm. Đấy, đây là hạt hạnh nhân nha. Lấy 2 cái mất, lấy 2 cái. Ừ, đây chỉ cái cho 1 cái ông rồi. Nhé bảo, nhé bảo. Nhé bảo, nhé bảo. Nhé bảo, nhé bảo. Nhé bảo, nhé bảo. Đấy đúng rồi đấy. Chị cầm về không con? Đây là hạt điều nhé. Trong này có cả hạt chiêu này. Đây là một cái hàng này. Hạt chiêu. Hạt chiêu này mình sẽ ăn cùng với nước. Cái này nhé, có chịu giống của em không? Nhóm mình đó, bây giờ là 38. Wow. Bây giờ mình liêm váy ra nhỉ? 38 là kinh điển đấy. Thủy, Thúy, chị có chứ? 15-20 người là số người chưa vào. Đang khoảng tầm 4-5 người còn chưa vào. Không sao, Huyền xem chị chuyển ok đấy. Em nhận rồi chị Phúc ơi. Ok. Cho mọi người 15 phút nữa, hàng họ nhá. Hàng họ ra đây này để đổi lên Hương ơi. Chị đổi sai. Mọi người đến đấy, mọi người cứ người nọ nhặt cái nọ, xong nhặt cái kia, mình lộn sai.
mấy cái đơn giản đấy chứ cứ cầm về thường thì mọi người lấy mấy cái đơn giản này ngũ cốc nhà em là 200k một hộp, ngũ cốc nguyên hạt nguyên vị. Cô giáo học khóa huấn luyện viên bây giờ thành cô giáo hết rồi, tất cả đều là cô giáo hết rồi. Em áo có cổng không nhỉ? Em không có, chị đi đây. Em đưa bộ cho mọi người đấy, áo XL của cô anh đấy. Bộ XL của em luôn. Bây giờ em anh mặc bộ XL. Bây giờ em anh tăng size từ M lên XL. Cô giáo này phải đặc biệt. Đấy cô giáo phải càng ngày càng to. Chị ơi, chị đặc biệt hơn đấy. Chị ơi, cô giáo biết không ngày nhá. Em ngồi em buồn cười quá, em ngồi em trả lớp. Trong cái lớp thường các ăn uống ấy. Em bảo các chị ấy bảo ứng tập ấy. Chị tập như này cũng mới nhỏ này. Áo này cũng trả này, tại vì áo con này trả để sau chị lấy những mẫu khác. Ngọc là đúng rồi, chặt họ không mặc vừa cái này hết lò rồi, đây là mò. Còn hai cái này thì là chị sẽ để sau này. Không hợp, không cổ. Đấy cái chị sẽ chỉ trả cho chị này. Cứ tôi cứ vạch ở đây nhá. Vắt đi. Hôm nay bộ này là chị trả nhá. Chị lấy bộ này cho. Có sắc trắng không nhé? Em có sắc trắng chị đi thủy ạ. Yêu và cảm ơn chị Hồng Phấn. Cô và baby nhìn dáng tập vẫn mê. Em cảm ơn chị Thu Cúc. Một cái chân máy cho chị bộ xanh diềm vàng. Cái quần xanh diềm vàng đây. Quần diềm vàng tí nữa nhé em sẽ mặc. Tổng là hai quần L đúng không? Ừ, trả lại hai quần L. Đây là xanh này. Quần L. Quần L có một cái bộ xanh diềm vàng đấy. Hình như đưa nhầm với chị ấy. Chị lấy toàn XL mà cái đều chị còn to. Chị Hương ở nhà rất trẻ luôn, rất trẻ luôn. Đó, quá đấy. Hàng em mới về luôn, quá đẹp luôn. Có một dây thôi. Đẹp không? Chị hoa cỏ mua không? May hoa cỏ, bỏ. Hoa cỏ may, hai cái đơn chị quá đẹp luôn. Đó, xinh quá, xinh luôn. Báo giá chị 200. Bảo em và tổng thống người dạy học viên bảo là các chị phải tập đê này này, bụng mới nhỏ. Tập động tác này bụng nhỏ. Bảo thế nào? Thấy không? Bảo sao cô giáo tập cảm thấy bụng còn to. Đúng 9 giờ học nhá. Bây giờ cứ ham hố đồ tập còn thích học hơn là học. Hôm qua cái bạn lấy hàng cho chị. Hôm qua cái bạn lấy hàng cho chị đúng lúc em ra cổng. Em trai chị đấy. Nó đi chị chỉ đường cho nó một kiểu thì nó lại đi sang bờ mương bên dãy karaoke rồi thì đến nhục rồi. Còn lo rồi cả nhà. Cung cấp cho em là 200k một hộp. Quá bình luận gì không đấy? Chị trả đọc bình luận của ai ạ? À? Em chỉ đọc bình luận của một vài người thôi. Cái này là kiểu xanh ý lở hết rồi. Xíu nữa mà cả nhà lên gắm bộ này nhá. Thủy ơi! Đây, ra bình luận cho em. Xanh lá. Đấy, xinh chưa cả nhà? Xinh không? Đấy, bộ xinh không? Bà bỏ cái áo đi. Đấy, đẹp không? Rất trẻ luôn, quá đẹp luôn, quá trẻ luôn. Quay qua sau lưng nào.
quá trẻ luôn. Đó, đấy là trường áo dây áo đẹp không? Đấy, cảm ơn người mẫu Thủy Nguyễn Thu Thủy, bộ xanh bao nhiêu Hương ơi, bộ xanh bao nhiêu? Bộ xanh 201 ạ. Chị Ngọc Nguyễn ơi, bộ xanh 201 ạ. Lên cho em mã cú pháp là bộ xanh cách số điện thoại nha. Bộ xanh 201, quá đẹp luôn, hàng mới về nhà đấy. Ờ, đưa cho tí tí, hoặc là đưa chị Mai được chứ ơi, đưa chị Mai chích luôn, được không? Được mùa em. Nhưng mà còn xanh màu khỏe luôn. Em. Em rồi. Thế thì chị ạ. Em ơi, cái bộ này không có S đúng không? Không có S. 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 Đeo chẳng đầy lưng. Chị Hoa của Mai cho em chị số điện thoại ạ. Chị mặc bộ này cho chị, chị trẻ ra chục tuổi ấy. 28 thành 18, 38 thành 28, quá đẹp luôn. Mặc nó rất trẻ luôn ạ. 2.1 lên cho em số điện thoại thì bạn nhân viên bạn nhé. Thế là đấy, có đơn cho mình được. Hoa của Mai cho em trên số điện thoại. Thế thì em không có động lực mở lâu rồi chứ không, em đã mở lâu rồi. Chị thấy chị đi một tập mấy cái lớp cộng đồng minh tinh này mà chị cũng thấy mấy. Nhưng mà đúng thật sự là cái trải nghiệm tốt nhất là mở lâu. Đó là cái trải nghiệm mà mình cảm thấy mình. Có em bé vẫn tập được hả chị ơi? Cố gắng cái gì? Em vẫn tập bình thường chị ạ. Còn nói chung là tập biết, em biết cách về, em biết về kỹ thuật. Nên là em biết cách kiểm soát cơ thể của mình. Với cả cơ thể của em là đã quen rồi. Em là một người vận động chuyên nghiệp mà. Ngày nào em cũng vận động như thế. Thế nên là cái cơ thể của em nó thích nghi được. Còn các chị thì các chị nên cân nhắc. Các chị nhìn em tập nhé. Em cử động vào phần bụng rất ít. Em vận động vào phần bụng rất là ít. Một tay chân em chuyển động như này. Áo này chị lấy hôm nào nhỉ? Hôm qua không nhé chị ấy. Hôm qua không lấy áo này. Ở ghi ở dưới cái em đi nam này có thấy một chiếc này một chiếc lạc và cuối cùng mãi sau thì mãi sau thì anh xong bắt này lên đào tạo huấn luyện viên rồi ra hết quả ba đứa rồi nhét vào cái này đi ra cái bọn xong bữa sáng rồi chị đào này chị đổi gan rồi này trên mỗi đơn này đâu trên đơn chị đây là đơn mới của chị đơn mới này. Cái áo này chưa vào đơn đâu nên em chưa ấy lại được này. À, con quần mờ này là lúc bị là đơn của chị Phúc, chị đi bỏ sang hai bộ là chị. Nếu mà chị em có đơn thì sẽ tiện. Nhưng mà bên em nó vẫn còn. Bây giờ chị chốt lại cho em. Bây giờ chị chốt lại nhé. Chốt lại cho luôn nhé. Vâng. Đổi chị hai cái này nó xong sang ngang trong đi. Không, ý là đơn này xong rồi em sẽ trả. Được rồi, bây giờ chị lấy đúng gì là. Rồi chị lấy cái gì? Không nói, bây giờ em nhập trả xong rồi. Thế chị lấy gì là em trừ tiền thẳng luôn với chị. Hai cái quần này của chị là em đổi cho chị chứ gì? Đổi ra một chân váy size L với một quần XL. Đây tổng của chị đây. Xong bữa sáng. Ok. Em nhìn được số điện thoại của chị là Hoa của Mai rồi, bộ xanh đường vàng ok rồi. Tí nữa chị chuyển mất tiền cái đơn cũ đi cho nó. Đây xong bữa sáng, bữa sáng của em đây. Đấy, xong bữa sáng của em. Rất là nhanh gọn luôn. Chân váy size L tóc như này rất là luôn. Hôm nào mà em ăn có nước. Có nước ấy, đồ ăn có nước thì em sẽ cho thêm
tiến mạch. Hôm nay là em ăn hoa quả khô, em tiến mạch. Có nước thì sẽ cho đến một chia. Đó. Đấy, nhìn đúng không ạ? Đấy, một hộp bốc này em là 200k nhé, một hộp. Đây em đang ăn dở đấy, nó sẽ bày lên nhé. Đây em đang ăn dở đây. Đấy. Có đầy đủ các hộp, các hạt này. Thì hạt nhân, hạt điều, nho, bí. Lúc cả tổng nhân viên đã sẵn sàng rồi. Xíu nữa mời cả nhà lên cùng đồng hành, cùng dự giờ lớp đào tạo huấn luyện viên nhé. Các chị ấy là thành cô giáo, các chị ấy là thành cô giáo hết rồi, không ai gọi là học viên nữa đâu. Chị Hiền thành cô giáo chưa? Xin chào cô giáo Hiền. Xin chào tất cả mọi người đang xem livestream của cô Anh. Các chị em ở Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội thì đừng quên là hãy đến với lớp tập của cô giáo Hiền và cô giáo Trang. Cô giáo Trang đây. Cô giáo Trang đâu nhỉ? Cô giáo Trang đây. Đang mặc đấy. Đấy. Đấy hôm nay em với cô giáo Hiền mặc bộ đồ đôi này. Đấy. Đấy, các chị thành cô giáo hết rồi. Đây chạy này. Chạy đi thay quần áo hết rồi. Này. Đó, tuyệt vời, các chị thành cô giáo. Chưa học xong ấy, chưa học xong thành cô giáo hết rồi. Học các chị học với em, các chị sẵn sàng tinh thần nhá. Chưa học, chưa xong nghề, chưa xong khóa học mà các chị đã có tự tin đứng lớp được rồi, tự tin dạy được rồi. Bộ đấy thì lấy đi ạ. Đấy em khẳng định. Chưa, ok. Xám gì đây? Cũng ít là. Ok, cảm ơn cả nhà. Chúc mọi người một buổi sáng tràn đầy năng lượng, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy tình yêu. Và em Anh đã có một bữa sáng rất là healthy. Lấy rồi. Rất là đầy đủ chất dinh dưỡng. Bây giờ còn mẫu nào? Và vô cùng đơn giản. Chuẩn bị rất là nhanh gọn. Một tháng này. Được chưa? Học viên ra. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại các chị em với livestream tí nữa. Em sẽ lên lớp đào tạo huấn luyện viên nhé. Bye bye cả nhà.